chơi cho nổi tiếng. À, xin nha, giới thiệu mình đây là một trong những cái hộp tô thôi, đem về nấu cái mì, nấu cái mì, à, mì canh luôn, dạ. Giá đó, bán 22 ngàn. Mày có lên YouTube không? Dạ, có YouTube. Ở kênh của con là kênh Phố Bụi á. À, Bụi á hả? Phố Bụi. Bụi muộn rồi con quên. Không có. Ở bán rỉ mà. Vậy là ăn gì? Là đủ thứ. Hủ tiếu hai chuyện. Hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì hai thứ. Hủ tiếu mì đủ thứ. Hai thứ là đủ thứ. Hai thứ à? Dạ, hủ tiếu là hai thứ thôi. Hủ tiếu mì là hai thứ. Đây rất là đông khách con. Lăng hai cái đầu của ai? Anh này. Cho uống cái mì đi. Có là khô hả chiều bán bún măng gì cho bao nhiêu phần chị? Chị 20 ạ. Ồ, 20 ngàn phần thôi. Mẹ cũng thế. Cô nhà ăn gì? Mì. Bún măng vịt ở đây là bán cũng có 20 ngàn một phần. Quá rẻ luôn. Đây là coi cạnh cái cổng.
xương này với bò viên thịt. Dạ. Mì không đó anh? Mì. Không không. Bỏ chung à? Hả? Tô bánh canh tô nuôi không? Tô bánh canh tô nuôi riêng chứ sao? Ờ. Tao phải cho rò chứ. Bật nuôi bật canh. Được lên YouTube hả gì ạ? Dạ. À, ngon mà rẻ chia sẻ. Ở đây bán ở đây gần kiếm đây có là ở đây là số 1. À, số 1 rồi. Đêm ngon nữa. Bà già bán 3 triệu. Dạ có. Một bịch em về hả anh? Hủ tiếu nè. Thịt bò viên quyết. Đừng nói rẻ ngay, nói rẻ nữa tôi bán cao rồi cũng á. À, dạ. Đừng nói rẻ. Quay bà già kìa, bà già này da chánh nè. Bà già không có tắm. Từ nãy nói bà ngoại là bé thôi chứ nói bà già là không chịu. Nói bé. Chứ không phải bà già. Sống như mình vậy thôi, bà sống lâu năm hơn. Sao có lâu năm, mới có 8 tuổi rưỡi thôi. Dạ, sống lâu năm thì cũng như con thôi. 8 tuổi rưỡi thì lâu năm. Có ăn gì anh? Vậy là bà là năm nay 80 rồi. 87 tuổi anh. 87 tuổi rồi. Quay đưa lên wow. Nó bán không kịp luôn. Mày mốt phải làm dạ đi. Vậy mà vẫn còn bưng hủ tiếu đi ngon lành luôn. Tiền là có hết tất cả. Bả điều động á, bả điều động á. Sáng ra tô bánh canh. Dạ tô bánh canh. Sáng ra bà bác có mấy trăm ngàn. Dạ. Dạ là cái quán này của cô Nhung là cái tên của cô. Không có, Nhung là tên con. À con. Mình tên khác. Dạ. Dạ sao con. Mình là bên em ăn rồi em ra món ra quay hả? Dạ đúng rồi. Em mới thì ăn xong luôn. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, quán nhóc luôn. Quán nhóc luôn. Rồi phải ra tới đây nè. Cho hủ tiếu. Dạ là khách hàng thường xuyên. Dạ. Dạ khách hàng thường xuyên của quán bà ngoại ra. Phải ra qua đây là mua lô tô tiếp cái chạy gì. Sao là bà ngoại không đâu được làm. Ngày nào cũng ăn. Không phải. Không phải. Còn ngoài vô tính được cái trời. Quay ra coi cái em bán nó quay lại quay nó nhiều quá. Kem vậy? Kem nó hủ. Kem nó hủ với hủ luôn. Dạ. Chứ là cái hủ. Bữa nào ghé ăn rồi chia sẻ với cái món bún măng thịt gà của mọi người.
tô mì phải không? Tô mì cho bánh canh nó chan. Đặc biệt có một cái quán ngon lành đàng hoàng, có một cái địa điểm để đặt bàn kiểu này là phải nói mọi người là do là cái nhà của các cô đó, cho nên là mình không có tốt mặt bằng nha, cho nên là bán cái giá là rẻ 22.000, còn bánh cuốn măng vịt thì buổi chiều bán có 20.000, còn cơm buổi trưa hình như là bán ra 25 giờ là 27.000 gì đó một bàn á, cho nên là giá rất là bình dân lắm. Có những người mà họ không có thuê mặt bằng thì người ta mới bán được cái giá này ha. Để giờ đi ra đi quay lại có. Tại giờ chỉ rửa dịch thì nó mới bận vậy chứ hồ nữa đâu có ai đi nữa. Đây là cái tô hủ tiếu 22.000, chất lượng chưa mọi người? Có con tôm luôn nha, có thịt nha, có viên mọc luôn nha, có tinh cút luôn. Đẹp quá, miếng chanh này, miếng hấp dẫn quá. Đó, bây giờ mà toàn cái tô hủ tiếu có 22.000 cái chất lượng này. Thôi mời cả nhà dùng bữa sáng nha. Chất lượng luôn. Có 22.000 nguyên con tôm nữa.